Quý vị, các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với Nhi Ảnh ở Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng để theo dõi những diễn biến tiếp theo ở nội dung đơn nữ tại giải cầu lông quốc tế Việt Nam International Series 2022. Trận đấu được nhiều khán giả quan tâm ở tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh. Thùy Linh ngày hôm nay sẽ có trận đấu với tay vợt người Thái Lan Ratanapa Nuvong. Thùy Linh chính là tay vợt nữ được xếp hạt giống số 1 tại giải đấu này. Và cũng đang là một trong những tay vợt cầu lông nữ rất được quan tâm ở thời hiện tại, không chỉ bởi những ai yêu mến cầu lông mà còn là với những ai yêu mến thể thao Việt Nam. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì các tay vợt Việt Nam cũng đã có được những thành công nhất định. Các tay vợt được đánh giá cao hơn và được xếp hạng hạt giống đều đã giành được chiến thắng, như Nguyễn Hải Đăng hay Nguyễn Tiến Minh. Cách đấy phút thì Nguyễn Tiến Minh đã có được chiến thắng trước tay vợt người Malaysia trong một game đấu rất kịch tính ở game đấu thứ hai. Ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ chạm trán ở vòng 2 với tay vợt người Thái Lan là Ratanapa Nuvong. Tay vợt năm nay mới 15 tuổi, còn rất trẻ. Điều này cho thấy Thái Lan đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho tương lai của các vận động viên. Bây giờ thì cả hai tay vợt đang khởi động. Thùy Linh đang có phong độ rất tốt khi vô địch giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2022 đầu tháng 10 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đã lọt vào trận chung kết đơn nữ tại giải Australia. Thùy Linh đã có vị trí á quân tại giải đấu này. Mục tiêu của tay vợt đang thuộc đoàn thể thao Đồng Nai đó chính là tập trung thi đấu để đạt nhiều kết quả quốc tế nhằm gia tăng thứ hạng, qua đó hướng tới xuất dự Olympic Paris 2024. Tại bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông Quốc tế thì Thùy Linh đứng ở vị trí thứ 56. Hai trọng tài trong trận đấu này là trọng tài Sergio Cabrera và trọng tài giao cầu là Nguyễn Công Hương. Thùy Linh ngày hôm nay trong trang phục áo xanh, tay vợt của Thái Lan trong trang phục áo đỏ. Service over. One love. Dĩ nhiên với việc thi đấu với đối thủ còn rất trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thì Thùy Linh được dự báo là sẽ giành chiến thắng dễ dàng trong trận đấu này. Điểm số 2-0 dành cho tay vợt Thái Lan Ratanapa Nuvong. Cùng với tay vợt trẻ bên phía Thái Lan đã liên tiếp cho chúng ta thấy được những kỹ năng, những tình huống điều cầu chất lượng. Dĩ nhiên đây mới chỉ là thời điểm đầu tiên của trận đấu mà thôi.
Sau đó hai tay vợt còn giữ được rất nhiều thể lực. Với Thùy Linh có lẽ cô sẽ không vội bung ra. Thêm một tình huống đập cầu tốt nữa của Thùy Linh. Chúng ta thấy phong thái thi đấu của Thùy Linh thì với rất nhiều khán giả sẽ cực kỳ thích thú. Phong thái tự tin. Thêm một tình huống xử lý tốt nữa của Thùy Linh. Tay vợt trẻ bên phía Thái Lan, Ratanapa Nuvong, rất chịu khó, có những tình huống đập cầu mạnh mẽ, nhưng Thùy Linh đều đã hóa giải thành công. Tình huống tấn công chính xác. Rất khó để cho tay vợt 15 tuổi có thể giữ được sự bình tĩnh ở trong pha điều cầu liên tiếp của Thùy Linh. Tình huống bỏ nhỏ thành công của Thùy Linh. Điểm số 5-2. Hai pha tấn công liên tiếp vào cùng một vị trí. Cầu ngoài. Seven, 7-2. Rất nhanh chóng, Thùy Linh đã tạo ra khoảng cách 5 điểm trước Ratanapa Nuvong. Service over. 3-7. Cầu ngoài. Điểm số dành cho tay vợt bên phía Thái Lan 4-7, cách biệt 3 điểm. Ở nội dung đơn nữ ngày hôm nay, chúng ta còn có một tay vợt khác cũng sẽ thi đấu, đó là Vũ Thị Trang, tay vợt hạt giống số 4 của giải. Vũ Thị Trang sẽ đối mặt với Peng Chuwei của Đài Bắc Trung Hoa. Pha xử lý không tốt của Thùy Linh và tạo điều kiện cho đối thủ có được tình huống tấn công. Ratanapa Nuvong đã có được những cú đập rất tốt. Vận động viên Thái Lan mới 15 tuổi và dĩ nhiên vẫn còn quá nhiều thời gian để có thể phát triển như là thách thức đối thủ ở trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó dĩ nhiên sẽ có Thùy Linh. Không qua lưới. Điểm số đến với Thùy Linh 9-6. Nine,
rất đáng tiếc. 7-9. Quá đơn giản đối với Thùy Linh trong tình huống vừa rồi. 10-7. Đó là pha điều cầu mà Ratanava Mugong không thể có được một trạng thái tốt khi vận động viên trẻ tuổi này đã hơi rối. Cầu ngoài, điểm số thứ 8 cho tay vợt Thái Lan. 8-10. Quá tốt, một tình huống đập cầu nhẹ nhàng và mang lại điểm số thứ 11 cho Thùy Linh. Trong ngày hôm qua thì Thùy Linh đã có trận đấu tương đối đơn giản tại vòng 1 khi cô giành thắng lợi trước tay vợt Việt Nam là Phạm Thanh Hằng với điểm số 216 và 214. Trong khi đó thì vận động viên của Thái Lan Ratanava Nuvong đã giành thắng trước tay vợt người Myanmar Jack Yang Thin với điểm số 21-13 và 21-11. Ngày hôm nay là ngày thi đấu đang khá thành công với các tay vợt Việt Nam. Với những tay vợt hạt giống thì họ đều giành thắng lợi. Trong đó tay vợt Tiên Tuấn cũng đã thất bại trước Linh Quang Tinh. Ở nội dung đơn nam, chúng ta có hai tay vợt đã vào vòng trong là Tiến Minh và Nguyễn Hải Đăng. Ở nội dung đơn nữ thì đây sẽ là trận đấu mà chúng ta cũng kỳ vọng Thùy Linh sẽ có được chiến thắng để giành quyền đi tiếp. Cùng với đó thì Vũ Thị Trang cũng sẽ có trận đấu với Peng Chu Wei, tay vợt không được xếp hạng hạt giống. Tiếp tục là một cú đập cầu 13-9 rất khó nữa của Thùy Linh. Điểm số bây giờ đang là 13-9. Tình huống bỏ nhỏ 14-9. 14-9 dành cho Thùy Linh. Quá đơn giản, Thùy Linh đã bắt kịp tốt hơn và bây giờ thì sẽ không có cơ hội cho Ratanapa Nuvong. Service over. Tình huống bò nhỏ chính xác của tay vợt 15 tuổi. Rất khó để có thể cứu cầu trong tình huống như vừa rồi. 16-10. Cầu ngoài 17-10
cho Thùy Linh. Sẽ không có bất ngờ nào xảy ra. Thùy Linh đã liên tiếp ghi điểm khá đơn giản. Và phạt cầu ra ngoài của Thùy Linh. 11-17. Không qua lưới. 18-11. Chúng ta xác định đó là tình huống đập cầu ra ngoài của Ratanapa Nuvong. Những tình huống như vừa rồi thì Thùy Linh thường chọn dứt điểm ngay và đó là một cú đập rất mạnh. Cầu ngoài, điểm số tiếp theo cho tay vợt trẻ Thái Lan. 13-19 nhưng cách biệt đang khá xa. Rất khó để có thể có được một điều gì đó có thể tạo ra sự bất ngờ cho Ratanapa Nuvong. Cú đập tốt. Thùy Linh đã không hài lòng với tình huống xử lý vừa rồi của mình. Điểm số thứ 15 dành cho tay vợt bên phía Thái Lan. Và như vậy, game đấu đầu tiên đã kết thúc với... Bây giờ mới là game point dành cho Thùy Linh. Chính xác là như vậy. Thùy Linh đang có được điểm số thứ 20. Và chiến thắng cũng sẽ rất khó để thoát khỏi tay của vận động viên Việt Nam. Không qua lưới. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng 21-15 nghiêng về Thùy Linh. Tuy nhiên đây là game đấu mà tay vợt trẻ tuổi người Thái Lan Ratanapa Nuvong cũng đã có được một màn trình diễn tương đối tốt. Cũng đã có thời điểm khiến cho Thùy Linh gặp khó. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến trong trận đấu thứ hai. Ở trận đấu đơn nữ
tại giải Việt Nam International Series 2022, trận đấu giữa Thùy Linh và Ratanapa Nuvong, vận động viên của Thái Lan. Ở game đấu đầu tiên thì Thùy Linh đã giành chiến thắng với điểm số 21-15. Và bây giờ đang là những diễn biến ở trong game đấu thứ hai. Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng ở trong trận đấu mà chúng ta đang theo dõi. Đó là tình huống cầu ngoài, điểm số 3-1 dành cho Thùy Linh. Thêm một pha điều cầu không qua lưới nữa của Ratanapa Nuvong. Điểm số bây giờ đang là 4-1. Tiếp tục là tình huống điều cầu không tốt của vận động viên trẻ người Thái Lan. Liên tiếp có những tình huống điều cầu lỗi của Ratanapa Nuvong. Điều này khiến cho cô không thể có được một màn trình diễn tốt hơn. Cầu ngoài 6-2, thêm một tình huống xử lý không tốt ở trong set đấu đầu tiên. Chúng ta thấy Ratanapa Nuvong đã có những tình huống đập rất mạnh khiến cho Thùy Linh phải vất vả, quá khó cho vận động viên miền Thủy Thái Lan ở trong tình huống vừa rồi, mắc sai lầm. Bảy hai dành cho Thùy Linh. Rất khó cho tay vợt 15 tuổi. Thùy Linh đã liên tiếp điều cầu sang hai bên. Trong tình huống tấn công cuối cùng thì Thùy Linh cũng đã có một tình huống dứt điểm chéo sân. Rất khó hiểu, có lẽ Ratanapa Nuvong đã thấm mệt ở trong tình huống vừa rồi, đỡ cầu khá hời hợt, khoảng cách đã được nâng lên 7 điểm cho Thùy Linh. Không có bất ngờ được diễn ra trong game đấu thứ hai, ít nhất là cho đến thời điểm này. Thùy Linh đang tỏ ra rất vượt trội, pha bò nhỏ thành công. Điểm số thứ 10. Rất nhẹ nhàng và chính xác. Pha tấn công tốt. Điểm số cho tay vợt Thái Lan 30.
cách biệt 7 điểm. Service over. 11-3. Rất nhanh. Diễn biến ở trong game đấu thứ hai này đang trôi qua và khác hẳn so với những gì mà chúng ta đã theo dõi ở trong game đấu đầu tiên. Thủy Linh đã chiếm được lợi thế rất lớn, cách biệt lên tới 8 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, tại nội dung đơn nữ thì chúng ta sẽ được theo dõi vận động viên Vũ Thị Trang thi đấu với Peng Chuwei, vận động viên của Đài Bắc Trung Hoa. Vũ Thị Trang là hạt giống số 4 tại giải đấu. Trong khi đó thì Thùy Linh là hạt giống số 1. Cầu trong sân. Tình huống phán đoán không chính xác của Ratanapanuvong. Quá đơn giản. Điều cầu ra phía sau và sau đó là tình huống bỏ nhỏ. Cách biệt là quá lớn rồi. Và có lẽ sẽ không có bất ngờ cho Ratanapanuvong ở trong game đấu thứ hai này và cả trận đấu này. Sự khó khăn chỉ đến đôi chút với Thùy Linh ở trong game đấu đầu tiên. Và phát cầu ở trong sân. Có lẽ vận động viên trẻ của Thái Lan đã bị mệt và bây giờ đang không thể có được những tình huống xử lý chính xác, cộng với việc bị dẫn với khoảng cách quá lớn. 15-3, đặc biệt 12 điểm. Và chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu nói về sự chờ đợi. Vận động viên tiếp theo là Vũ Thị Trang sẽ có ngày thi đấu thành công. Các vận động viên xếp hạng hạt giống của Việt Nam đều đã có được màn trình diễn tốt. Xin nhắc lại là trước đó thì Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Tiến Minh đều đã giành được chiến thắng. 16-4. Pha đập cầu không qua lưới. 17-4 và mọi nỗ lực đã chấm hết đối với Ratanapanuvong. Thêm một tình huống cầu không qua lưới nữa. Vận động viên trẻ tuổi người Thái Lan đã không thể có được những tình huống xử lý tốt ở trong game đấu thứ hai. Và đó cũng là điều bình thường bởi đây là vận động viên còn rất trẻ, năm nay mới 15 tuổi. Và thực sự còn rất nhiều cơ hội và tương lai của vận động viên trẻ tuổi người Thái Lan này cũng là rất rộng mở. Tình huống điều cầu không chính xác của Thùy Linh. 20 match point 5.
Match point dành cho Thúy Linh. Game đấu rất nhanh, game đấu thứ hai diễn ra rất trong vánh. Và như vậy là trận đấu giữa Thúy Linh cùng với Ratanapanuvan đã khép lại với chiến thắng 2-0 nhưng về Thúy Linh. Game đấu thứ hai là game đấu diễn ra rất nhanh và chiến thắng rất xứng đáng dành cho hạt giống số 1 của giải. Xin được chúc mừng Thúy Linh với chiến thắng này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi hướng tới trận đấu giữa hai tay vợt Vũ Thị Trang và Peng Yuwei của Đài Bắc Trung Hoa.